Oh. Alright, bữa nay trở về Golden West rồi lận ơi. Yep. So bữa nay học Golden West rồi tới đi làm luôn. Hôm qua mới học cà phê xong rồi lần đầu tiên rồi mai trở về cà phê luôn. Mốt mấy lần đầu tiên đi với anh Karen trở lại rồi lận ơi. Yep. Ok, giờ tới đưa cho Karen. Yep, với Christina T ghẹo tôi nói ghẹo cho Stephanie nói là handsome là có ông địch lận. Và thường thường là Stephanie nói không kêu handsome cháu không có được kêu handsome là không địch lận á. Yeah, tôi sẽ dễ handsome địch hoài lận á. Yeah, bữa nay tôi chưa hôm qua đi chợ 99 mua mệt á, cơm phần luôn á. Rồi tối ngày mai ăn bò lúc tất chắc tối nay rồi ngày mai ăn bò lúc lắc bận á, hoàng bò xào với tôm á, kiểu cơm nhắm như ở Nhật Bản lận á. Yeah, sao tôi sẽ dễ hand sinh địch lận á. Yeah, ok bây giờ trở về gần cái tối nay tôi ăn gà chiên Wingstop luôn lận á, được phục vụ đã lắm lận á. Yeah. Sẽ quay đủ thế lần đó hết. Thế tôi chỉ hiểu nói xong được hoài lần đó. Yes, được hoài. Tôi sẽ giao cho Hansen được phục vụ lần đó. Hansen. Yeah. Trời ơi, sợ hơi khó kẹt cứng lắm ơi, tắt cái này nha.